trúng đâu, làm như là bị chó bị đạp đuôi vậy đó. Mày chơi đồ gì cái con ngáo này, hôi quá. Mày nói ai ngáo? Ê! Mày nói ai ngáo hả? Mày nói ai ngáo? Ai ngáo? Mày muốn ra coi. Làm gì vậy? Sao đánh bạn? Có câu hỏi hoài không chán hả? Mời phụ huynh gặp tôi. Thế thì tự mời đi. Tôi có gọi ông cũng đâu có lên. Mà thầy giỏi á thì gọi thầy ba lên đây đuổi học tôi luôn đi. Dạ cô ơi, cô biết Thư đang ở đâu không cô? Sao nè? Sao đẹp quá à? Thư có cánh nè. Bay đi. Bay. Vượt sâu quá vậy. Đừng mà, đừng có đẩy tôi xuống đây. Tôi sợ lắm, đừng có đẩy. Bà tới đây lâu chưa? Ông làm cha cái kiểu gì vậy hả? Ông đưa đón con nó đi học mỗi ngày mà nó đánh nhau, học hành sa sút ông cũng không biết là sao. Cái thời gian của ông á, ông lo cho con bầu nhí ông chứ gì. Bà đó nha, cẩn thận lại lời nói của bà một chút. Đây á, không phải là nhà mình mà là trường học. Bà đó cũng đâu có hơn gì tôi đâu. Cái ông này. Dạ. Dạ. Dạ, anh chào cô chú. Chào, dạ, chào thầy. Dạ, cô chú ngồi đi. Dạ, con nghĩ bây giờ không phải là lúc để hai người cãi nhau đâu. Thư thì cũng đang được bác sĩ theo dõi rồi. Mục đích con mời cô chú tới nhân phòng á là do cái này à. Đây là số kẹo mà trước đó Thư hay dùng. Kẹo này không phải kẹo bình thường đâu. Trong đó chứa một lượng lớn chất kích thích cực độc. Sử dụng trong thời gian dài á, có thể gây ảo giác. Còn nhiều hơn nữa thì có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Trời ơi, sao con tôi nó lại dùng cái thứ này chứ? Dạ, con nghĩ là có nhiều nguyên nhân để Thư tìm tới chất kích thích. Nhưng mà trước mắt là Thư cần nhất là sự quan tâm của gia đình mình. Dạ, tôi xin lỗi thầy. Tôi hứa sau này là chúng tôi sẽ quan tâm đến con cái mình nhiều hơn. Tưởng con nó lớn rồi mình đỡ khổ, ai dè. Làm cha làm mẹ có dễ bao giờ đâu. Con còn nhỏ thì vấp ngã, chạy tay chạy chân, xong rồi lạnh.
còn lớn vấp ngã một cái có khi mất cả đời. Trong thời gian tới nếu được, cô chú nhớ quan tâm Thư nhiều hơn nha. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Tôi sẽ cố gắng để mắt đến con cái của tôi. Nhưng mà làm sao mà thầy biết bé Thư nó gặp nguy hiểm mà thầy giúp nó vậy thầy? Con là thầy giáo mà, cái gì mà con không biết. Dạ thôi, xin phép thầy để tụi tôi còn về bệnh viện đón cháu nó về nhà để tiện chăm sóc cho nó. Dạ, chào cô chú. Cảm ơn thầy. Chào thầy. Cảm ơn thầy nha. Dạ.